Hein! Chị Nhung, tại sao hôm nay em lại đến được đây? Em đã tìm mọi cách để đến đây gặp anh. Không lẽ nào quên em rồi sao? Không phải, chỉ là anh nghĩ cuộc đời này anh không còn được gặp lại em nữa. Thực ra thì sau lần này chúng mình chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại được nhau nữa đâu. Thủy tinh bị bất tỉnh trong vòng 12 canh giờ, hoàn toàn mất kiểm soát khỏi thiên nhiên. Triều đình nhân cơ hội này tàn phá tài nguyên môi trường. Sao mới pin rồi? Xe chưa được làm.